Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Nguyễn Liệu, Con dao con chó, tưởng nhớ cố thiếu tá quốc gia Trần Hai và anh em nghĩa quân Mậu Đức. Qua, mau Phật, chú về bao giờ? Chị Hai thả con dao sắc chuối ngay giữa nhà, trố mắt nhìn tôi. Tôi chưa biết trả lời sao. Chị nói liên tục gần như không cần câu trả lời. Cháu tưởng chú về Tam Kỳ không trở lại đây nữa. Thấy chú đây cháu à, lại nhớ anh Hai. Chị dừng lại. Nước mắt đầm đìa, đưa vạt áo lên lau nước mắt. Chị nói tiếp. Chú ơi, anh Hai chết thê thảm lắm chú ơi. Nói đến đây chị khóc thành tiếng. Tôi ngồi trên cái đòn đối diện chị phía bên kia cây chuối. Nhìn ra cửa chính phía trước. Tôi cắn môi dưới để đè tiếng khóc. Ngày trước. Nói ngày trước, nhưng cách đây đúng 34 ngày, ngày đổi đời. Căn phòng này là phòng khách, giữa kê hai cái bàn dài ghép lại, hai bên ghế dựa, chen chúc với những chiếc ghế đẩu mặt tròn. Cách một cái màn, sát vách là bàn thờ sơ sài, ít khi thấy nhang khói, gần như không sót một trưa chúa nhật nào, không có bữa nhậu ở phòng này. Khách nhậu không cứ gì lính trong trung đội của chú Hai, có đủ thành phần. Giáo viên công chức có, cả trưởng ty thanh niên thuế vụ, nhất là các vua gà đá, các tay cờ bạc nổi tiếng trong vùng, đám sĩ quan trong chi khu, nhưng người lớn tuổi là tôi. Tuy tửu lượng tôi bị chê trách chế nhạo hoài, đám dân nhậu này rất hào sảng, vui vẻ, tất cả đều kính nể chú Hai. Vóc người nhỏ thó nhưng rắn rỏi, cặp mắt to cân xứng với cặp lông mày rậm rạp. Nước da đang cháy nắng, làm lộ hai hàm răng trắng thật trắng và đều đặn. Chú chửi thầy luôn miệng, ban đầu dân làng khó chịu, nhưng riết rồi cũng quen. Đến nỗi nghe chú nói chuyện thấy vui vui. Người ta kể hai chuyện giai thoại về chú. Đúng sáng mùng một Tết, các trung đội trưởng chào cờ đầu năm ở quận đường. Chào xong chúc tụng gia đình vị thiếu tá đầu quận này. Chú bước vào phòng khách đông người lớn tiếng bô bô. Mẹ, cái mày đẹp quá thiếu tá. Cả ngày 30 tôi trong cùng núi đâu có cái con kiệt gì hết. Toàn mai tứ quý đã tặng hết qua. Cả phòng khách bấm bụng nín cười. Thiếu tá kéo cái ghế mời chú Hai ngồi sát với vợ con nói chuyện vui vẻ. Chuyện thứ hai, chú lãnh lương trên đường về nhà, ghé nhà người lính của chú sát vệ đường. Vào nhà thấy ba đứa nhỏ sinh năm một. Đứa lớn chừng 5 tuổi, tay ẩm em đang ngồi thổi lửa, nhưng lửa không cháy. Thằng nhỏ vừa thổi vừa khóc, tro bay dính đầy mặt mấy em nó. Mẹ nó đang vội vã giả vài chén lúa, để lấy gạo nấu cho các con đang đói khóc lệ nhị. Chịu không nổi trước cảnh thê thảm của người mẹ và ba đứa bé, chú Hai miệng nói cà lăm, tay rút bắp túi sau. Chị, mua gạo à, nấu cho mấy thằng nhóc. Chú đẩy trọn cái bì thơ đựng tiền lương tiền phụ cấp mới lấy từ quận ra, trên cái đòn ghế cạnh bếp, rồi chú bước ra. Mẹ con gia đình, người lính nhìn chú ngơ ngác, không hiểu gì hết. Chuyện thứ ba, mỗi lần chú xuất quân, thiếu tá quận trưởng gọi máy dặn kỹ, phải giữ sóng địch, đưa về khai thác tin tức. Tiểu khu luôn luôn chỉ thị điểm này, nhưng chú Hai không bao giờ nghe lời. Chú còn nói một câu rất khách để đời. Tôi không quen giữ tù binh. Về chú, nhiều người phục, nhiều người ghét, nên người thêm bớt nhiều chuyện có khi trái ngược nhau. Chung quy, người ta nể và ớn sợ chú. Chị lau khô nước mắt trên mặt, giật mình nói, để cháu nấu nước chú uống. Tôi im lặng khoát tay từ chối. Chị Hai lấy lại bình tĩnh kể tiếp. Lúc này dễ rồi chú, những ngày các ổng mới vào kinh khủng lắm. Cháu nghĩ anh Hai ảnh chết mà khỏe thân cho ảnh. Những ngày đầu cháu cũng muốn làm một muỗng mi tóc cho xong, nhưng nhìn ba đứa con còn nhỏ quá, không nỡ đấy chú. Chiều hôm đó cháu là người chạy sau cùng, cứ chờ ảnh về để ảnh ẵm bớt con cho cháu. Sau cùng cháu bỏ lại hết, chỉ đem theo hai lon sữa quân tiếp vụ, cõng một đứa, bế đứa nhỏ nhất, dắt đứa lớn nhất. Người ta chạy như kiến, cháu không thể theo người ta được, đành men theo mép lề đường. Pháo kích ầm ầm, kệ nó, cháu cứ đi.
Đứa con lớn sợ quá nó khóc đòi cổng. Cháu bực quá tát cho nó mấy tát, làm nó khóc rống lên không chịu đi nữa. Mới hết cánh đồng chừng 3 cây số, mệt quá, khát nước quá. Cháu chán nản đành chịu chết. Cháu quanh xuống đường rộng về nhà bà ngoại sắp nhỏ. Nhà cửa bỏ trống, không đèn lửa, không có ai trong nhà. Mấy con chó hay sủa cắn bậy cũng đâu mất. Bỏ mấy đứa nhỏ ngoài sân, cháu chạy vào nhà. Thì mới hay cha mẹ chị em cháu dọn sạch chạy từ hồi nào. Chỉ còn bà ngoại cháu nằm trên hì hì trong bồn trong. Bà thở phì phào nói, nó đi hồi chiều, bà không chịu đi. Cháu ở đó 2 ngày 3 đêm, không. Đưa bàn tay ra đếm, tối 23, ngày 24, tối 24, đúng 2 đêm 2 ngày. Thấy im lặng không có gì cũng không còn nghe tiếng súng nữa. Chợt nhớ tối hôm chạy quên lẫn mấy con heo. Không tháo chuồng thả nó, cũng không đổ nước cho nó uống cầm sát. Cháu vội vã về, ban đầu cháu định đi một mình rồi trở lại. Nhưng sợ sắp nhỏ dạy ra ao sau vườn, nên cháu dẫn nó về. Sau khi để tô cháo với cái muỗng trên đầu giường, dặn bà cháu khi đói chồm múc ăn, rồi cháu sẽ trở lại gấp. Nghe nói về, mấy nhóc con mừng quá, nhất là thằng lớn reo lên. Về gặp ba nó, sao ba nó mấy hôm nay không về nhà? Cháu nạt nó, cầm cái miệng chó mày lại, con nít biết gì mà nói. Thằng nhỏ bị la mếu máo chạy theo cháu. Gần đến nhà, cháu thấy người ta láo nháo đông quá trước nhà cháu ngay ngã ba trên đồng truông dốc. Anh hai cháu ảnh làm đại nhà ở lề đường ngay trước đường lên đồng, để ảnh chạy lên chạy về nhón gần. Chú biết ảnh mê đồng thương đồng hơn mẹ con cháu mà. Lại gần thì ra, lính lẫn lộn với dân đang trói 3 người đàn bà vào một đống. Một người đang chắp tay lại lia lịa, vừa thấy cháu trong đám đông la lớn. Con mẹ ác ông đây rồi, về đây đành tội. Họ ùa đánh cháu, quẳng hốc không hiểu gì hết. Một người trạc 50, mặt gầm gầm, không nói, đưa tay chỉ cháu. Lập tức hai chú du kích dây đầu sẵn trong tay, trói chặt hai cánh tay của cháu siết mạnh về phía sau. Cháu như người chết, không biết gì nữa. Ba đứa con cháu nó khóc thét lên, ôm chầm hai ống quần cháu. Đứa nhỏ đưa hai tay nhón người đòi bế. Người mặt gầm gầm đưa tay chỉ ba đứa nhỏ. Một người lính bước tới dừng lại nghĩ gì, rồi lại thôi. Cháu bớt quảng hốt nhìn lại, thì 3 người đàn bà bị trói đang khóc, đang chắp tay lại kia là thím Bảy Tình, bà Thiện, mẹ ăn chính còi truyền tin, và vợ anh Năm Trung Liên. Chồng con họ là lính của anh hai. Họ kéo 3 người một sau đến gần cháu cột chung vào đầu mối dây, trói ké cháu. Biết chết tới nơi rồi, cháu Hoa lại bớt bối rối, hơi tỉnh lại, nhìn 3 đứa con khiếp đảm đang quấn chặt 2 chân cháu. Tự nhiên đám đông tản ra, chừa chỗ, cho ông chủ tịch xã bước vào. Trời ơi, chú biết không, ông già năm xuôi làm chủ tịch. Ông già này nghèo lắm, chỉ có đứa con gái điên hay mặc quần áo rách tả tơi đủ màu, với trẻ con chạy cùng sống, bị nghĩa quân bắn chết trong giờ giới nghiêm năm nọ. Ông làm giao thông xã, hay đi lo tin tức của làng. Anh hai thường cho ổng các lon tiếp liệu thịt ba lát quá hạn, ăn không hết, với thuốc bát tô xanh quân tiếp dụ. Ông già này thường vào nhà cháu như người nhà, gặp gì ăn nấy. Thế mà theo cách mạng hồi nào không ai biết, nay làm tới chủ tịch xã. Thấy cháu, ông ngó lơ chỗ khác, ông có vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ. Ông nói nhỏ gì với người chỉ huy trong đám, rồi 2 người kéo ra ngoài xa nói chuyện. Một tia hy vọng lóe vào trong đầu cháu. 2 người chậm chậm đi trở vào, hình như có cái gì hơi làm khó nghĩ cho họ. Nhìn cặp mắt ông già, thấy như có cái gì giấu kín trong sự thương hại lo lắng cho cháu. Chút hy vọng của cháu trong nháy mắt tan biến hết. Cháu sợ, thật sự là cháu sợ. Trời ơi, chú biết không? Ông già đứng trước mấy người chúng cháu nói lớn. Mọi người im lặng nghe tôi nói. Chợt không có một tiếng ồn, chỉ còn nghe tiếng hô của các ông bà già ngồi lâu dưới nắng chiều oi bức. Ông lên giọng. Tôi à, mới vừa làm việc với đồng chí xã đội, nhất trí đưa mấy gia đình có nợ máu với nhân dân lên đồng truông dốc, gỡ mìn cho bọn ác ôn. Đây là một khoan hồng của chính phủ cách mạng đạo đức của Hồ Chủ tịch vĩ đại. Đánh kẻ chạy đi, không đánh người trở lại. Nếu trong lúc công tác cách mạng này, người nào bị mìn chết hoặc bị thương thì được đảng nhà nước vinh thăng là liệt sĩ, là gia đình liệt sĩ, có đầy đủ quyền lợi như những đồng chí liệt sĩ ngoài mặt trận.
Ông hai vừa dứt lời, mọi người vỗ tay như pháo nổ. Người xã đội trưởng vẫn im lặng, mặt gầm gầm. Hồn vía cháo lên mây, mắt nổ đom đóm. Cây cối nhà cửa, người chen chúc quay tròn chung quanh cháu. Không thấy gì nữa. Một người nắm tay cháu kéo đi trước. Cháu đi những khúc cây được người ta kéo đi, không còn ý thức gì nữa. Lên cao dần, gió mang mát. Cháu nhận định được cháu đi gỡ mình, cháu đi chết. Chú ơi, tự nhiên cháu tỉnh hẳn, không thấy con đau cháu quanh người trở lại. Đám đông dừng từ hồi nào, có lẽ con cháu cũng đứng ở đó. Một thoáng nghĩ, con cháu được sống không bị chết chung với cháu. Cháu mừng hẳn, nhưng cháu lại sợ, quá sợ. Biết còn chừng vài bước nữa là vĩnh biệt con cháu, là cháu chết. Người trung toàn thân, mấy người bị trói đi theo cháu mặt xanh xám xịt như xác chết. Trung quá, như cái dây trói bị trung giật. Thì ra ông xã đội và một du kích dắt chúng cháu lên gần cổng đồng cách chừng trăm thước. Họ dừng lại, chúng cháu dừng lại. Đường lên đồng quen thuộc, vì nhiều lần cháu đem cơm cho chồng cháu trong những ngày giới nghiêm, những ngày Tết. Chồng cháu túc trực đêm ngày tại đồn, dù có lệnh đình chiến đôi bên. Cháu tin chắc chồng cháu đã chạy thoát, và sau này sẽ tìm cách gặp lại các con cháu, và nuôi dưỡng và dạy bảo chúng nó. Nghĩ đến đó cháu hơi yên tâm. Tự nhiên trong người lạnh quá cháu run lập cập. Cháu xác định cháu còn giây lát trên cõi đời này. Chú ơi, cháu khóc, cháu tiếc quá, chưa sống bao nhiêu. Bây giờ phải chết trong khi chưa tới số phải chết. Chết trong lúc khỏe mạnh, trong lúc thèm sống, trong lúc đang thương yêu chồng con dạt dào. Cháu nghĩ đến cha mẹ cháu, đến bà ngoại mà cháu đã bỏ ba nằm chết trong tẻ lạnh đơn côi. Tiếng nói chắc nịch chậm rãi của ông xã đội làm cháu trở lại thực tại. Ông đưa tận tay cháu một cái kềm loại kềm bấm kẽm gai và bảo, chị đi thẳng vào đồng, đến cổng đồng cẩn thận, bọn chúng gài mình và lựu đạn. Khi cắt khóa vào cổng, chị phải quan sát kỹ, sơ hở là chết. Tôi biết bọn ác ông này gài mình giỏi lắm, ác lắm. Nếu thấy cái dây gì nghi ngờ, chị nhẹ nhàng cắt đứt. Khi chị vào được trong sân đồng, chị khuyên chồng chị đầu hàng nhân dân, đầu hàng cách mạng, sẽ được khoan hồng như tất cả bọn ngụy quân ngụy quyền khác. Chị hiểu chưa? Nhớ chưa? Nếu chồng chị ngoan cố, chúng tôi nhân dân không tha thứ, và quân đội nhân dân sẽ tiêu diệt. Cháu hơi hoàng hồn vì biết không phải gỡ mình cả bãi mìn, mà chỉ gỡ mình ở cổng đồn, và chính là làm bia đi trước để chồng cháu tử thủ đồng khỏi bắn ra, hoặc cháu làm bia đỡ đạn cho quân cách mạng đang bao vây chung quanh đồn. Tuy hiểu vậy, cháu vẫn run sợ. Nói xong, dặn hai lần nữa, rồi ông xã đội cùng người lính du kích mở dây trói chúng cháu, bỏ chúng cháu, đi trở lại. Thì ra chồng cháu không chạy trốn, quyết ở lại tử thủ. Chắc chắn chồng cháu sẽ nghe cháu để bắt đầu làm lại cuộc đời. Có chồng, có vợ, có cha, có con, sống an phận như những bà con xóm làng ở nông thôn. Bỗng có tiếng lo bốn phía tréo lên, xé tan không khí im lặng rùng rợn, chết chóc. Tiếng lo kêu gọi chồng cháu đầu hàng để được khoan hồng. Tiếng lo báo cho những người tử thủ trong đồn biết. Bốn người đàn bà sắp vào đồng là vợ của trung đội trưởng ngụy quân, là vợ đám ngụy quân còn ngoan cố ở trong đồng. Nếu không bỏ súng đầu hàng thì quân đội nhân dân không tha thứ và sẽ san bằng, biến thành mồi chôn đám ngụy quân ngoan cố và vợ con gia đình có nợ máu. Lo gọi lung tung làm cháu hoảng hốt lo lắng. Đừng bày những nghĩa quân trong đồng, nhất là chồng cháu nổi nóng nổ súng thì hết cứu chữa. Cháu hồi hộp quá. Đang bước từng bước chậm để kéo dài những phút chót của cuộc đời, cháu lại vội vã đi nhanh hơn. Nhưng mấy người sau cháu như họ đã chết từ hồi nào, chỉ còn cái xác không hồn lây thây theo cháu. Thật tội nghiệp cho họ. Chú ơi, cháu muốn bảo họ nằm xuống ở lại. Một mình cháu hy sinh vào cũng đủ, nhưng hình như họ không hiểu gì hết, và họ vẫn đi theo cháu. Đến cổng một thước tây, cháu đứng lại quan sát. Cháu nín thở trừng mắt quan sát rất cẩn thận. Không thấy một cái gì khả nghi, không một sợi dây, không một dấu đất mới lắp. Hai cánh cửa làm bằng kẽm gai buộc chặt bằng cái xích sắt, khóa bằng một cái khóa lớn bên trong. Ban đầu địch cắt ống khóa, nhưng không dám chồm vào trong. Cháu lại định bấm kẽm gai chung vào, nhưng cũng thấy trở ngại. Nó sẽ rung cánh cửa và biết đâu, nó động nó nổ thì xong đời. Miệng vừa nói nằm xuống như một lạnh. Tay cháu chặn đầu ba người theo cháu nằm xuống để cháu cắt kẽm gai. Ba người nằm rập mặt sát đất. Chú ơi, cháu vừa đưa cái kèm vào sợi dây kẽm ngoài cùng. Tay run quá, cháu bấm không được. Cái kèm tuột tay rớt xuống đất.
Cháu nhắm mắt nằm xuống hứng tiếng nổ, nhưng không có thấy gì hết. Cháu ngóc đầu lên, trời ơi chú ơi, cháu thấy cái cửa nhỏ một bên vừa đủ một người đi qua bỏ trống, không có khép cánh, hình như có ai ra vào quanh đóng cửa nhỏ bên hông. Cháu mừng quá, không lộn cái kèm, cháu chạy đại qua cái cửa bỏ ngỏ này vào trong an toàn. Cháu dừng lại, sợ bên trong bắn ra, dừng lại la lớn, anh hai, em đây, em Quyền đây, đừng có bắn em đây, em Quyền đây. La lớn, hét lớn, không thấy động tĩnh gì hết. Cháu vừa vào vừa la lớn, mắt đăm đăm lên chòi gác cao, nơi đặt cây trung liên, không thấy bóng dáng gì hết. Tất cả im lặng một cách trợn người, lá cờ vàng ba sọc vẫn phất phới trên chót đỉnh. Nhìn xuống bồn cầu cờ, trời ơi, từ xa cháu đã nhận dạng anh hai đang nằm. Như điên như dại, cháu chạy ùa tới la lớn, anh hai, anh hai. Chú ơi, thì ra anh hai chết từ hồi nào, chú ơi. Đầu dẫn đội nón lưỡi trai ngã quẹo qua một bên. Cả thân người nằm cong queo trên bột cắp bồn chân trụ cờ, khẩu súng lục rớt sát bên ngực. Máu từ ngực chảy ra đã đông cứng màu thẫm đen. Cháu ngã người lên xác anh hai bất tỉnh. Mấy bà chạy sau cháu đỡ cháu dậy, nói cho cháu biết anh hai đã chết rồi. Cháu hoàng hồn bảo mấy bà chạy ra ngoài tin cho mấy người ngoài đồng biết trong đồng không còn ai, chỉ có xác chết anh hai. Họ đi ra lâu lắm, không thấy động tĩnh gì. Thì ra anh hai tự tử, bắn vào tim toát một lỗ lớn xuyên qua lưng, máu chảy nhuộm đỏ sẫm vạt áo trước. Súng rớt bên cạnh, kiến bu đầy người mà cháu không biết. Mắt anh như không khép kín lại được, da anh xám như chì. Cháu rút cái ví ở túi quần sau, một cái dao xếp trong túi quần dưới ống chân. Lính bên ngoài thận trọng tiến vào, súng lăm lăm lục soát quanh đồng. Một số bao vây xác chết anh hai. Một người lính giật cái ví và con dao trong tay cháu, rồi bỏ con dao lại, lấy cái ví, nói với cháu để điều tra. Kể đến đây, chị Như kiệt sức, không còn nói được nữa, úp mặt vào hai bàn tay khóc nức nở. Tôi an ủi chị, hai chân tê cứng, tôi gắng đứng dậy vào bàn thờ thắp cây nhang. Không thấy ảnh anh hai, tôi hỏi nho nhỏ. Không à, có ảnh trên bàn thờ. Chị nín khóc. Không có, mấy ngày vắng nhà họ dọn sạch, không còn cái chén ăn cơm, không còn cái gáo múc nước. Hôm chạy cháu bỏ lại hết, chỉ lo ba đứa nhỏ thôi, khi về còn cái nhà trống. Thấy cái dao con chó đặt trên cái dĩa trên bàn thờ, tôi nhẹ nhẹ cầm lên, nước mắt tôi tuôn chảy, tôi khóc. Chị liền nói, chú là người thân nhất, người sống chết với chồng cháu, nên chú giữ lấy con dao, kỷ niệm duy nhất của anh hai. Ở đây nhà có ba đứa nhỏ, cháu sợ nó lấy chơi bậy bạ rồi bỏ mất, hoặc nguy hại cho nó. Chú giữ giùm cho cháu đi, chú là người đáng giữ kỷ niệm của anh hai. Tôi cẩn thận bọc con dao trong túi quần rồi lặng lẽ ra về, chiều xuống, yên lặng, nặng nề như thường lệ, không có gì đổi thay. Từng bước chậm chậm thẫn thờ theo con đường mòn về nhà cũ, một vài người ngoài đồng về trễ, dáng đi nặng nề, mệt mỏi. Tôi men theo đường ruộng đi tắt về nhà tôi ở cách xa con lộ, chìm khuất trong hàng tre xanh đen của buổi chiều mặt trời vừa tắt. Bước vào sân nhà tôi, không ngạc nhiên vì chị Huyền vợ anh hai cho biết gia đình tôi đã về Tam Kỳ, quê ngoại. Tôi lặng lẽ vòng cửa sau vào nhà. Trong nhà chỉ còn cái bàn thờ cha tôi, một ít đồ lặt vặt dưới bếp, cái vò nước uống đầy nước, cái gáo dừa ấp trên miệng vò. Tôi ực ực một hơi mấy gáo nước mát lạnh, bụng no cứng, tỉnh táo hẳn. Ngồi trên chiếc đoàn ghế dựa lưng vào vách ở nhà bếp, tôi cảm thấy dễ chịu qua một ngày quẩy quẩy. Cắm cấn ở túi quần, tôi móc lấy con dao của anh hai. Tôi bỗng cười lên tiếng, nước mắt tôi lại tuôn ra. Được, được, xứng đáng là anh hai, xứng đáng là anh hai. Người hùng truông dốc, người hùng nghĩa quân, người hùng quốc gia. Có lần anh hai tâm sự với tôi, anh quý con dao này hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Anh bảo nó đã cứu mạng anh biết bao nhiêu lần trên cuộc sống bụi, hư hỏng của anh lúc còn nhỏ. Lúc ở cầu Muối, ở cầu Ông Lãnh Sài Gòn, anh bảo anh gốc người núi Sập Châu Đốc. Năm anh 10 tuổi, trong một đêm tối trời, nửa đêm, người ta ào ào vào nhà cha mẹ anh giết sạch cả nhà. Cha mẹ anh bị chặt đầu trước sân, con em kế anh bị đâm lòi ruột vứt xuống ruộng trước nhà. Anh may mắn tối đó ở nhà ông bác bên cạnh nghe cải lương khuya quá,
ở lại ngủ không về nên còn sống sót. Ông bác không muốn anh ở quê nhà thù oán nên đưa anh lên Sài Gòn ở mướn giúp việc nhà cho người bạn ở kho 5 Khánh Hội. Anh nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ em khóc suốt ngày, không chịu làm việc. Bà chủ la rầy không có kết quả, nổi giận bà đành đánh cho mấy tát tai, tức quá anh hết khóc. Ăn cắp cái đồng hồ đeo tay của bà chủ và con dao xếp lưỡi hiệu con chó, cắn mở ra xếp vào, có cả cái lò xo xoắn mở nút chai, bỏ nhà ra đi, nhập bọn con nít ăn xin ở chợ cầu ông Lãnh. Anh cho biết anh ốm gầy, đen thui nhưng rất khỏe. Bọn ăn mày lớn tuổi hơn, nạt nộ ăn hiếp anh. Không ngần ngại anh đâm cho một lưỡi dao thấu bụng, rút dao, lau máu, giấu trong quần chạy trốn lên chợ cầu kho, an toàn. Ở đây anh nhập bọn chú Sáu Lì đi ăn xin ăn cắp, chiều về đóng tiền sấy cho chú. Hơn một tháng anh bực bội quá, tiền kiếm cả ngày không đủ cúng lên cho Sáu Lì. Vô cớ, đang vui vẻ trước Sáu Lì cùng đồng bọn, anh rút dao nhanh như chớp, đâm túi bụi vào bụng tay trùm anh chị này. Tướng dần dần to lớn Sáu Lì không kịp la lên một tiếng, ngã quỵ như cây chuối bị đống, máu chảy đầy chợ, bọn ăn mày cút mất dạng. Khi cảnh sát đến thì Sáu Lì còn là cái xác không hồn. Người trong chợ vui mừng đỡ được cái nạn cướp bóc, cảnh sát nhẹ người khỏi cần điều tra, nhưng anh hai lại trốn về cầu ông Lãnh. Bọn du côn cầu ông Lãnh lại tôn anh làm đại ca. Lúc ấy anh mới có 15 tuổi. Anh cho tôi biết sợ gì có nhiều thằng gan lì khỏe hơn anh nhưng vẫn bị anh đâm. Vì thấy một tên bụi đời nào có vẻ nghênh nghênh trước mặt anh là anh đâm liền không cần nguyên cớ. Anh nói, mẹ, tụi nó nghênh nghênh là tôi cho một nhát dao ngay. Rồi chạy, cảnh sát đéo làm cái kịch gì. Anh còn cho biết mỗi lần đâm được tên nào rồi bỏ tẩu. Khi bình tĩnh lại, anh liền khắc một vạch sâu vào cán dao con chó này. Anh đưa tôi xem cán dao của anh khắc ngang dọc đếm không xuể. Đó là thành tích giang hồ của anh sau khi gia đình bị thảm sát. Năm 17 tuổi, anh tình nguyện đi lính biệt động quân. Anh kể tôi nghe đêm anh từ giã bạn bè có cả bạn gái giang hồ tại chợ cầu muối đường Nguyễn Thái Học, Sài Gòn. Anh gọi là đêm tắm rượu, thật là hào hùng. Như những vị anh hùng trong Thủy Hử, anh rất khoái trá khi kể cho bạn bè nghe những chuyện trên và nhất là cái đêm tắm rượu mà anh nghĩ rằng không bao giờ có thể có lại. Khi anh kể cho tôi nghe những trận đánh của anh khi anh ở biệt động quân và anh chỉ những vết sẹo trong người anh, tôi mới thấy rằng những thành tích chiến trận của tôi mà lâu nay tôi và bạn bè tôi tự hào không thấm vào đâu. Anh nói với tôi và tôi cũng chứng kiến nhiều trận có tôi tham dự khi tôi về làm trung đội phó của anh. Rất ngạo mạn anh bảo, thằng hai này suốt đời binh nghiệp tra trận chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nằm. Quả như vậy nên nhiều người bảo anh có bùa ngải, tôi không tin. Vì điểm căng trường liều lĩnh chưa ai có, nên cấp trên rất cưng chiều anh, nhất là các vị quận trưởng luôn o bế và gần như dành cho anh một quy lệ riêng. Tuần lễ cuối cùng, trung đội tôi đào ngũ hết 5 người. Bọn nó trốn cùng với gia đình di tản trước. Anh nổi điên bảo tôi đi kiếm bọn nó về cho anh bắn treo sát lên cầu cờ để cảnh cáo bọn hèn nhát trốn không dám chiến đấu. Anh gầm thét như con hổ đói, làm chúng tôi sợ sợ anh làm ẩu. Tôi luôn an ủi xoa dịu anh, nhưng gần như không hiệu quả. Một hôm thằng Hưng hổng danh là Năm Trung Liên, nhấn nháo vừa bước vào đồng, nói đài Hoa Kỳ mới nói quân đội quốc gia rút lui, quản trị bỏ ngỏ, và người ta tiên đoán Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Đại tướng Trần Thiện Khiêm chuẩn bị chở vàng đi trốn ra nước ngoài. Vừa nghe thằng Hưng nói, tôi liền chặn nó lại, bảo đừng vào trong và câm miệng đừng phát ngôn bừa bãi. Nhưng trễ quá rồi, anh hai nhào tới đánh túi bụi thằng Hưng, rút súng lục định bắn tôi nhào tới ôm chặt anh hai. Tôi vật với anh một hồi, anh em đuổi thằng Năm Trung Liên ra ngoài và súng nhau năn nỉ anh hai, bảo nó nói bậy không có việc đó. Anh hai nói phun nước bọt cà lâm cà lập. Tôi bắn tẩy ốc thằng chó nào nói xấu quân đội, thằng chó nào nói xấu tổng thống.
Tôi đi dặn từng người một không được nói tin tức dù nghe trong radio trước chú hai. Nếu không theo lời tôi bị chú bắn chết ráng chịu. Chú đã từng bắn chết nhiều người rồi. Mới tình nghi là địch chú bắn ngay không cần xem lại. Từ hôm đó bọn chúng tôi không đứa nào dám lảng vảng trước mặt chú hai như con cọp điên. Ngày 23, ngày định mệnh. Ngày cuối cùng trên đồn trung dốc còn có tôi và chú hai. Tôi nghe thầm trong radio, đài BBC, đài VOA, tôi biết chắc tình thế quá nguy ngập. Quảng Trị thất thủ, Huế thất thủ, Đà Nẵng di tản. Nhất là lời tường thuật về sự tháo chạy của quân đoàn 2, Pleiku, còn hơn sự tháo chạy của quân Đức Quốc xã mặt trận Tây Âu khi Hitler đã tự tử. Tôi định khuyên chú hai nên rút lui để tránh sự tàn sát của địch. Nhưng không thể mở miệng vì trước cặp mắt đỏ ngầu như máu của chú và tay lăm le khẩu súng con 12. Tôi sợ, thật sự tôi nể sợ chú, như nể sợ một vị anh hùng ở phút thác loạn. Mấy lần định nói nhưng lại thôi, vì tôi nghĩ một băng sáu viên con đỏ chói sẽ xé nát đầu tôi trước khi đồn thất thủ. Bỗng chú kêu tên tôi rồi chú ra bồn trụ cờ, ngồi ở bậc trên cùng. Tôi theo chú. Chú bảo, lần này chú nói thật chậm không cà lâm. Lần đầu tiên tôi nghe chú nói không cà lâm cà lập. Chìa tay chú dậy đi, ra cổng khép kỹ gài cho tôi mấy quả lựu đạn. Nhớ nha, nhớ gài lựu đạn. Chào chú. Tôi quá bất ngờ, sửng sốt như bị thôi miên. Tôi không nói được một tiếng nào ở giờ phút khủng khiếp ấy. Như cái máy tôi ra cổng trước khóa kỹ. Tôi dừng một lát, trăng mờ mờ trong mây. Dưới xa, dưới lộ xa, đoàn người di tản khi chiều còn tiếp tục. Tôi bất tuân lệnh, tôi không gài lựu đạn, nghĩ rằng biết đâu đẩy cửa an toàn cho chú chạy khi cần trong đêm nay. Có lẽ tôi rối trí, tôi quên khép cánh cửa nhỏ bên hông vì tôi không trở lại nữa. Tiếng máy bay trực thăng bay rất thấp, trên trời lạnh của đại tá tỉnh trưởng nghe rõ mồn một. Tôi, đại tá tỉnh trưởng ra lệnh cho các quận trưởng, các trưởng đơn vị quân đội tự động di tản cùng với đồng bào, không chờ lệnh thượng cấp nữa. Có lẽ lúc đó là giờ phút bi thảm tuyệt vọng nhất của vị anh hùng Trần Hai, kết thúc cuộc đời ngang dọc sau khi nghe lệnh từ không gian tỏa xuống. Tác giả Nguyễn Liệu. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.